Xin chào tất cả em. Ở buổi học hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ sang bài đầu tiên của chương trình đại số lớp 7 học kỳ 2. Tức là chúng ta sẽ sang bài thu thập số liệu thống kê và tần số. Vậy đầu tiên ở đây chúng ta sẽ có phần 1, đó là thu thập số liệu và cái bảng số liệu thống kê ban đầu. Trên bảng ở đây thì các em có thể theo dõi ở trong sách giáo khoa, hoặc là các em có thể theo dõi cái bảng số liệu cô đã ghi ở trên bảng bên đây. Ở đây thì người ta đang còn điều tra. Người ta đang điều tra về cái số cây trồng được của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào Tết trồng cây. Tức là xem thử trong cái đợt phát động cái phong trào Tết trồng cây, người ta muốn đối chiếu xem thử là mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây. Sau đấy thì người ta lập lên một cái bảng như thế này để người ta so sánh, đúng không ạ? Vậy thì đối với cái bảng này thì chúng ta có tất cả là 20 lớp. Người ta sẽ điều tra 20 lớp của khối cấp 2. Các lớp đó là lớp 6A, 6B, 6C, 6D, 6E. Tương tự các lớp khối 7, khối 8 và khối 9. Đúng không ạ? Nó sẽ có mỗi cái bảng của chúng ta nó sẽ có gồm 3 cột. Cột thứ nhất là số thứ tự này. Số thứ tự ở đây là từ 1 cho đến 20. Lẽ ra ấy, thì cái phần số thứ tự này có thể kéo dài xuống phía dưới, tức là 1 này cho đến 20 kéo dài xuống phía dưới luôn. Tuy nhiên là phần bảng nó là hạn chế nên là người ta tách ra, nó thành hai cái bảng như này, đúng không ạ? Đến cột thứ hai đó là cột tên của các lớp, và cột thứ ba đó là cột về số cây mà mỗi lớp trồng được trong cái dịp lễ trồng cây này. Vậy thì đối với cái bảng số liệu thống kê này thì chúng ta sẽ dùng cái bảng này để chúng ta trả lời các cái câu hỏi liên quan đến phần hỏi chấm 2, hỏi chấm 3 cho đến phần hỏi chấm 7. Và có một cái câu hỏi chấm 1 ở đây. Tức là các em hãy quan sát cái bảng 1 để biết cách lập một bảng số liệu thống kê ban đầu trong các trường hợp tương tự. Chẳng hạn như là điều tra số con trong từng gia đình ghi theo tên của chủ hộ trong một xóm hoặc là một phường. Vậy thì cái phần hỏi chấm 1 này thì cô để một lúc nữa. Một lúc nữa cô sẽ làm ở sau cùng nhé. Phần hỏi chấm 1 cô sẽ đẩy sang sau cùng cô làm. Kết hợp với phần hỏi chấm 1 nó cũng chính là cái bài tập 1 luôn. Đúng nào? Cô sẽ làm bài tập 1 và phần hỏi chấm 1 vào một chỗ luôn nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần hỏi chấm 2. Đầu tiên câu hỏi chấm 2 ở đây là nội dung điều tra trong bảng 1, người ta đang điều tra cái gì ở đây. Vậy thì đối với bảng 1, khi mà các em muốn biết là xem thử là nội dung người ta muốn điều tra cái gì thì các em hãy đọc tên của cái bảng. Tên của cái bảng thì nó sẽ cho các em biết là nội dung người ta muốn điều tra gì đây, đúng không ạ? Vậy nội dung người ta muốn điều tra ở đây là số cây trồng được của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào Tết trồng cây, đúng không? Vậy ở đây chúng ta sẽ có là nội dung điều tra của bảng 1. Nội dung điều tra của bảng 1. Người ta muốn điều tra cái gì? Người ta muốn biết cái gì ở đây? Tức là người ta muốn điều tra là số cây trồng được của mỗi lớp. Ngay ở cái em đọc nó ở trang số 4 đấy, cái phần ví dụ này, khi điều tra về số cây trồng được mỗi lớp trong dịp phát động phong trào Tết trồng cây, đúng không ạ? Vậy nội dung người ta muốn điều tra ở đây là số cây trồng được của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào Tết trồng cây, đúng không? Số cây trồng được của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào Tết trồng cây. Đấy.
Đây chính là nội dung điều tra. Và cái mà nội dung người ta điều tra này, cái phần nội dung điều tra thì nó còn có một tên gọi khác, nó sẽ được gọi là dấu hiệu X. Nhớ cô nè, là phần nội dung điều tra nó sẽ có một cái tên gọi khác là dấu hiệu X. Vậy thì khi mà người ta nói đến dấu hiệu, tức là người ta muốn nói đến nội dung điều tra, cái này thì ở cái buổi học đầu này thì các em cũng chưa cần nhớ sâu quá. Sau này khi mà các em đi vào các cái tiết sau thì em sẽ tự em sẽ nhớ được là dấu hiệu là như thế nào. Dấu hiệu, khi người ta nói đến dấu hiệu tức là người ta muốn nói đến cái nội dung, đúng không ạ? Nhớ không cô này? Ở đây có một cái chú ý ở đây nhá, tức là nội dung điều tra thì cũng chính là dấu hiệu X. Cái này chỉ là quy ước thôi nhá. Quy ước khi mà người ta nói đến nội dung điều tra hoặc là người ta nói đến là dấu hiệu thì hai cái đấy là một. Còn mỗi lớp thì là một đơn vị điều tra, tức là mỗi một cái lớp này thì là một đơn vị điều tra. Vậy thì ở đây người ta có cái câu hỏi mỗi lớp, đối với cái bảng 1 này nhá, thì mỗi lớp này ở đây chính là một đơn vị điều tra. Đấy, đối với bảng 1 này thì mỗi lớp là một đơn vị điều tra. Sau này ví dụ như cái bảng không phải là mỗi lớp mà nó là mỗi gia đình, mỗi hội gia đình ấy, thì mỗi hội gia đình nó lại là một đơn vị điều tra. Được chưa? Đấy. À, còn cái nội dung thì nó luôn luôn là phần dấu hiệu rồi. Vậy bây giờ ở đây chúng ta có câu hỏi, hỏi chấm 3 là trong bảng 1 có bao nhiêu đơn vị điều tra. Vậy bao nhiêu đơn vị điều tra thì các em xem thử là có bao nhiêu lớp ở đây. Chúng ta điều tra ở bao nhiêu lớp thì nó sẽ có bấy nhiêu đơn vị điều tra, đúng không ạ? Ta có này, ở đây chúng ta có tất cả là 20 lớp, đúng không ạ? Lớp 6A là 1 này, 6B là 2 này, 6C là 3 này. Tương tự này, đến lớp 9B là 17 này, 9C 18 này, 9D 19 này, 9E 20 này. Đấy, các em liệt kê tất cả các lớp ra, đúng không? Từ lớp 6A này cho đến lớp 6E này, 7A đến lớp 7E này, thêm 5 lớp, đúng không ạ? 8A đến lớp 8E, 5 lớp nữa này, 9A đến lớp 9E, thêm 5 lớp nữa. Như vậy là chúng ta có, mà mỗi lớp thì nó là một đơn vị điều tra. Như vậy chúng ta có tất cả là 20 đơn vị điều tra, đúng không? Vậy ở đây chúng ta có hỏi chấm 3. Câu nhắc lại là phần này các em không nên đi quá sâu nhé. Không nên đi nghĩ một cách tỉ mỉ ở cái bài này. Chỉ nhớ là đối với cái phần này chúng ta có bảng 1 là điều tra về số cây trồng của mỗi lớp trong cái dịp mà Tết trồng cây này. Trong đó nhớ là nội dung thì nó chính là cái dấu hiệu, đúng không ạ? Mỗi lớp ở đây là một đơn vị điều tra, được chưa? Chúng ta đi làm thôi, không nên đi quá sâu tỉ mỉ từng chút một, sau này đến khi vào các cái bài sau thì chúng ta sẽ nắm được thôi. Trong bảng 1 có bao nhiêu đơn vị điều tra thì chúng ta sẽ trả lời là bảng 1 có 20 đơn vị điều tra. Được chưa? Cô viết tắt chữ điều tra nhá. Bảng 1 có 20 đơn vị điều tra. Cụ thể đó là các lớp 6A này, cứ mỗi lớp là một đơn vị điều tra, đúng không ạ? Vậy có 20 lớp ở đây, vậy thì nó sẽ có 20 đơn vị điều tra. Chúng ta sang phần hỏi chấm 4. Dấu hiệu X của bảng 1 có tất cả bao nhiêu giá trị? Hãy đọc dãy giá trị của X. Vậy bây giờ chúng ta sẽ sang hỏi chấm 4 này.
dấu hiệu x ở bảng 1. Chúng ta sẽ xem thử dấu hiệu x có bao nhiêu giá trị. Dấu hiệu ở đây chính là cái nội dung của chúng ta điều tra, đúng không ạ? Vậy chúng ta đang muốn điều tra cái gì? Chúng ta đang muốn dấu hiệu này có đúng là dấu hiệu chính là cái nội dung chúng ta cần điều tra không, đúng không? Mà nội dung chúng ta cần điều tra ở đây là gì? Là số cây mà mỗi lớp trồng được, đúng không ạ? Vậy các em xem thử là có bao nhiêu trong cái bảng này. Chúng ta có số hiệu, cái số liệu của chúng ta là có bao nhiêu số cây của các lớp trồng được, đúng không nào? Xem thử có bao nhiêu các cái giá trị mà chúng ta đã có được ở đây. Đây này, lớp 6A chúng ta có một giá trị là 35 cây. Lớp 6B chúng ta lại có một giá trị là 30 cây. Ứng với một lớp thì nó sẽ cho chúng ta ra một giá trị, đúng không ạ? 6B lại cho ra một giá trị, 6C cho ra một giá trị. Như vậy chúng ta có tất cả ở đây, bên này, cái dãy bên này chúng ta là giá trị chính là cái số cây này các em, đúng không ạ? Cái giá trị là chính là cái số thứ tự, các cái số nó là một số cây này. Chúng ta có một giá trị này, đây không phải là 35 giá trị, mà một giá trị và giá trị này là giá trị số 35, đúng không nào? Đây lại là một giá trị khác và cái giá trị này là 30. Vậy chúng ta xem có bao nhiêu giá trị nhá. 1, 2, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đúng không ạ? Bên này chúng ta có 10 giá trị này. Sang bên này chúng ta lại có thêm 10 giá trị nữa. Đây là 11, 12, 13 cho đến số 20. Như vậy chúng ta có tất cả là 20 giá trị, đúng không? Như vậy dấu hiệu x ở bảng 1 sẽ có là 20 giá trị. Các giá trị này nó có thể giống nhau hoặc khác nhau, đúng không ạ? Ví dụ này, nó có thể giống nhau này, số 30 này, 30 có thể lặp lại, được chưa? Số 30 có thể lặp lại nhiều lần, đúng không? Hoặc là số 50, đây số 50 đây, nó có thể lặp lại. Các giá trị cô nhắc lại có thể giống nhau hoặc khác nhau. Nhưng mà khi người ta hỏi là có bao nhiêu giá trị thì các em thấy ở đây xuất hiện bao nhiêu số thì các em sẽ nói là có bao nhiêu giá trị. Còn khi mà người ta hỏi là có bao nhiêu giá trị khác nhau thì lúc đấy chúng ta mới đi tìm xem thử là những cái số trong số những cái số này có bao nhiêu giá trị khác nhau thì chúng ta lọc ra, được không? Còn đối với cái bảng này thì chúng ta có tất cả đây, một giá trị này, một giá trị này và giá trị này là giá trị 35 này. Người ta sẽ hỏi là có bao nhiêu giá trị thôi thì thường người ta sẽ không hỏi giá trị đấy là giá trị nào nhá. Vậy chúng ta đến này, một giá trị này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, đến đến đây là 10, đúng không ạ? 11, 12, 13 này, đến đến đây 20. Như vậy dấu hiệu x ở bảng 1 sẽ có là 20 giá trị. Và các em ở đây là hãy đọc giá trị của x, hãy đọc dãy giá trị của x. Thì đọc này, dãy giá trị của x này. Vậy khi mà đọc cái dãy giá trị của x thì các em sẽ đọc cái cột gì? Các em sẽ đọc cột số cây thôi. Đây sẽ là 35, 30, 28, 30, 30, 35, 28, 30, 30. Đấy, đọc cho đến hết, đúng không ạ? Vậy ở đây thì khi mà cô giáo hỏi là đọc dãy giá trị của x thì các em sẽ đọc cái cột số cây. Đấy, các em sẽ đọc cái cột số cây ở trong cái bảng này lên, được chưa? Chính là đọc bảng số, cột số cây. Và khi mà đứng lên đọc thì đọc là gì? 35 này, 30, 28, 30, 30, 35, đúng không ạ? Đọc cho đến hết, nhớ chưa? Rồi, vậy là chúng ta đã vừa trả lời xong được phần hỏi chấm 4. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phần tiếp theo. Từ một cái bảng này thôi chúng ta sẽ trả lời được rất là nhiều câu hỏi, đúng không ạ? Cũng tiếp tục cái bảng này, chúng ta sẽ sẽ nghiên cứu sang phần tần số. Tần số tức là cái giá trị lặp lại. Số lần lặp lại của một giá trị thì nó sẽ là tần số. Vậy giá trị ở đâu các em? Giá trị là cái nào? Giá trị này. Giá trị này. Giá trị chính là cái cột số cây này này, đúng không? Vậy chúng ta có 20 giá trị. 20 giá trị như cô nói rồi, giá trị thì nó có thể là các giá trị giống hoặc là khác nhau, đúng không ạ? Khi mà người ta hỏi là có bao nhiêu giá trị thì các em liệt kê hết xem thử. 0,
không cần biết là nó có lặp lại hay không, có bao nhiêu thì em liệt kê vào là hết, tức là ở đây có 20 giá trị em ghi vào. Nhưng mà khi mà người ta hỏi là có bao nhiêu giá trị khác nhau thì lúc đấy thì em mới phải đi soát. Ví dụ như đây con 35 này, xem thử có bao nhiêu con 35 này. Đấy, con 30 có bao nhiêu con 30, đúng không ạ? Và cái con 35, giá trị 35 lặp lại bao nhiêu lần thì cái số lần lặp lại nó sẽ được gọi là tần số, đúng không nào? Cái số lần lặp lại của giá trị thì sẽ được gọi là tần số. Đây, chúng ta sẽ đi vào phần hỏi chấm 5. Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong cột số cây trồng được? Nêu cụ thể các số khác nhau đó. Vậy, bây giờ nhá, ta sang phần hỏi chấm 5. Đối với cái phần này, và cụ thể là đối với toàn bộ các cái bài tập liên quan đến chương 1 này, thì các em bắt buộc là các em phải có bút chì. Vì sao lại có bút chì? Khi làm bài tập này các em sẽ dùng bút chì để các em sẽ gạch số, sẽ gạch số để chúng ta làm bài tập được chính xác nhất. Và cô sẽ hướng dẫn cho các em cái cách các em mà kiểm tra được nhanh cái khi các em dùng bút chì, các em có thể kiểm tra nhanh được cái đáp số mà các em đưa ra, xem thử nó có bị sai hay không. Chưa chắc là nó đã đúng hoàn toàn, nhưng mà khi mà chúng ta dùng bút chì chúng ta kiểm tra thì chúng ta biết sai là các em sẽ chắc chắn là các em sẽ biết được là các em sai, còn cô chưa nói đến đúng nhá, đúng không ạ? Vậy bây giờ này, yêu cầu của cô ở đây là các em cần có bút chì. Vậy bút chì để làm gì? Các em hãy để ý theo cô nhé. Chúng ta sẽ để ý đến cái cột liên quan đến cột giá trị thôi. Vậy ở đây các em sẽ dùng bút chì để các em gạch những cái giá trị giống nhau cho cô. Đầu tiên các em thấy con 35 này, con 35 các em gạch, các em vừa dùng bút chì vừa gạch vừa đếm nhé. 1 được chưa, 2 3, những số nào có con 35 các em gạch đi, 3 rồi đúng không ạ, 4 5 6 7. Như vậy con 35 xuất hiện 7 lần, đúng không? Vậy thì các em sẽ ghi, các em có thể ghi ngay bên cạnh con 35 này, các em ghi số 7 cho cô, hoặc là 35 em có thể ghi đây này, 35 ghi 7 lần, được chưa? Để đấy đã, dùng bút chì để ghi nhá. Rồi tiếp theo, trong khi đếm thì các em tập trung đếm thôi. Có ai có hỏi gì thì cũng chưa trả lời vội, lát nữa trả lời sau. Vì khi mà các em đếm mà các em lại quay sang nói với bạn một cái gì đấy thì em sẽ dễ bị sai sót trong quá trình em đếm. Đếm đến con 30 cho cô, 30 này, 1, 2, 3, 4, 5, cả đếm cả gạch nhá, 6, 7, 8. Con 30 xuất hiện 8 lần, đúng không ạ? 30 xuất hiện 8 lần. Tiếp theo là chúng ta đến đây con 28. 28 này, 1, 2. Hết rồi đúng không ạ? Con 28 xuất hiện 2 lần. Các em nhìn đây này, toàn bộ các em đã gạch rồi đúng không ạ? Đây này, 30 xuất hiện 8 lần này, 28 thì xuất hiện 2 lần thôi này. Đây, 30 chúng ta đã ghi đây rồi thì không cần ghi, hoặc là các em ghi lên bên trên này thì không cần phải ghi bên mép này nhá. Nếu các em ghi lên bên trên rồi thì không cần phải ghi bên mép nữa. Đây, bỏ cái phần ghi bên mép này đi cũng được. Đấy, thực hiện. Các em nhìn soát một lượt này, bên này các em đã xong hết rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ sang cột bên này. Bên này chúng ta còn số nào chúng ta chưa gạch? Còn số 50 này, 1, 2, 3. 50 có 3 số, 50 lặp lại 3 lần. Sau khi các em làm rồi thì bây giờ các em biết nhớ là sau khi làm xong chúng ta sẽ có một cái bước nhẩm nhá. Ta có tất cả đây là bao nhiêu giá trị? Là 20 giá trị này. Có đúng tất cả là 20 giá trị không? Vậy thì cái tần số tổng cái số lần lặp lại của chúng ta phải bằng 20. Đây, ta có này, cái phần lặp lại này, 7 này, 7 cộng với 8 này thì bằng 15 này, được chưa? 15 cộng với, đây là
cộng 15 cộng với 2 này bằng 17, 17 cộng với 3 bằng 20. Vậy thì những tổng các cái số lần lặp lại này nó phải bằng số các cái giá trị của chúng ta. Ta có 20 giá trị thì tổng tất cả các cái số lần lặp lại này nó phải bằng con số 20 thì mới đúng. Còn khi mà các em lấy tổng các cái số lần lặp lại này mà nó khác cái tổng cái số giá trị của chúng ta thì chắc chắn chúng ta đã bị sai, thì em sẽ phải soát lại xem thử chúng ta có bị sót cái số nào hay không nhá. Đấy là cô đã vừa hướng dẫn em dùng bút chì để chúng ta xem thử là có bao nhiêu số khác nhau. Vậy bây giờ bao nhiêu số khác nhau đây này, số khác nhau chính là số nào đây? Có số 35 là 1 này, số 35 xuất hiện 7 lần này. Số khác nhau tiếp theo đó là số 30 này. Số này là số thứ hai này, số này xuất hiện 8 lần này. Số tiếp theo chúng ta là số 28 xuất hiện 2 lần này. Số tiếp theo nữa là số 50 xuất hiện 3 lần. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có là có tất cả là 4 số khác nhau, đúng không ạ? Có bao nhiêu số khác nhau trong cột số cây trồng được? Vậy số cây trồng được chúng ta là có 4 số khác nhau, đúng không ạ? Nó có thể là số 35 này, số 30 này, số 28 này. Đấy, hoặc là số 50, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ trả lời bao nhiêu giá trị khác nhau thì chính là cái số này này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, đúng không? Tức là giá trị 35, giá trị 30, giá trị 28, giá trị 50, đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ trả lời như sau. Là có 4 số khác nhau trong cột số cây trồng được. Kem sẽ trả lời là có 4 số khác nhau trong cột số cây trồng được. Nêu cụ thể các số khác nhau đó. Vậy chúng ta có các số 35 này, 30 này, số 28 này và số 50. Vậy bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ sang phần hỏi chấm 6 này. Có bao nhiêu lớp trồng được 30 cây hay là giá trị 30 cây xuất hiện bao nhiêu lần? Tương tự trả lời như vậy với các cái giá trị 28, 30. Và số lần xuất hiện của một giá trị thì được gọi là tần số. Vậy như cô nói này, cái số lần lặp lại của một cái giá trị này, một giá trị lặp lại bao nhiêu lần thì cái đấy nó sẽ được gọi là tần số. Ví dụ số 35 lúc nãy chúng ta thấy nó lặp lại 7 lần. Như vậy tần số của con 35 là bằng 7. Tiếp theo chúng ta thấy con 30 này nó lặp lại là 8 lần, đúng không ạ? Vậy tần số của giá trị 30 là 8. Cái số 28 này lặp lại 2 lần, như vậy tần số của 28 bằng 2. Số 50 lặp lại 3 lần, vậy tần số của 50 là 3. Tần số tức là số lần lặp lại của một giá trị nào đấy. Ở đây người ta có hỏi em là có bao nhiêu lớp trồng được 30 cây. Vậy 30 cây thì có 8 lớp trồng được. Cụ thể đó là lớp 6B là 1 này, 6D là 2 này, 6E là 3 này, 7C là 4 này, 7D là 5 này, 8E là 6 này, 9C là 7 và 9D là 8, đúng không ạ? Như vậy là có 8 lớp trồng được 30 cây, đúng không? Có bao nhiêu lớp trồng được 30 cây thì chúng ta sẽ trả lời là có 8 lớp. Em sẽ ghi cái phần mà chúng ta đã ghi chú ở trong ngoặc này vào, đúng không ạ? Vậy bây giờ để sang phần hỏi chấm 6 và hỏi chấm 7 thì cô sẽ xóa cái phần bảng này đi nhé. Như vậy là cái phần mà dùng bút chì ấy, chúng ta đếm rồi chúng ta viết bên cạnh, nó sẽ vào một bài
làm ta sẽ dùng bút chì ta đếm luôn, kiểu gì nó sẽ liên quan đến cái phần đấy. Ta có phần hỏi chấm 6 này, là chúng ta sẽ trả lời là có 8 lớp. Có 8 lớp trồng được 30 cây. Đúng chưa? Tương tự như vậy, có bao nhiêu lớp trồng được 28 cây? Vậy thì trồng 28 cây ở đây thì có 2 lớp thôi. Đó là lớp 6C này và lớp 7B thôi. Đúng không ạ? Có 2 lớp. Trồng được 28 cây. Và có bao nhiêu lớp trồng được 50 cây? Thì chúng ta phải có 3 lớp trồng được 50 cây là 8B này, 8D này và lớp 9E, đúng không ạ? Như vậy cái số 8 này, số 2 này, số 3 này thì được gọi là tần số. Vậy tần số là số lần lặp lại của một giá trị, nhớ cho cô nhé. Đấy, số lần xuất hiện của một giá trị trong một cái dãy số thì được gọi là tần số của giá trị đó, đúng không ạ? Vậy chú ý ở đây là số lần xuất hiện của một giá trị thì gọi là tần số. Gọi là tần số của giá trị đó. Đấy, số lần xuất hiện của một giá trị thì được gọi là tần số của giá trị đó. Ví dụ, tần số của giá trị 35 là bằng 7, tần số của giá trị 30 là bằng 8, tần số giá trị 28 bằng 2 và tần số giá trị 50 thì bằng 3. Trong dãy các giá trị của bảng 1 có bao nhiêu giá trị khác nhau, hãy cho biết tần số của chúng. Vậy ở đây chúng ta sẽ đi sang phần câu hỏi hỏi chấm 7. Các giá trị khác nhau thì chúng ta đã trả lời rồi đúng không ạ? Lúc này chúng ta trả lời rồi là nó sẽ có 4 giá trị khác nhau và tần số của chúng thì chúng ta sẽ liệt kê ra. Vậy chúng ta có là các giá trị này. Chúng ta sẽ có một bên là các giá trị này, một bên là cột tần số này. Em sẽ chia cái bảng ra để chúng ta trả lời. Vậy chúng ta có các giá trị khác nhau. Giá trị khác nhau của chúng ta ở đây thì chúng ta có 4 giá trị khác nhau, đó là 35 này, đúng không? Rồi đến giá trị 30 này, đúng chưa? Giá trị 28 này và giá trị 50. Đúng không nào? Chúng ta có trong cái bảng 1 của chúng ta có 4 giá trị khác nhau này. Tần số tức là số lần lặp lại. Vậy tần số của nó, tần số của con 35 thì là bằng 7 này, đúng không? Tần số của con 30 thì bằng 8 này. Tần số của con 28 là bằng 2 này. Đây, tần số tức là cái số lần lặp lại chúng ta đã đếm, chúng ta dùng bút chì rồi chúng ta ghi ra đây rồi, đúng không? Và tần số của con 50 thì bằng 3. Các em ghi vào thôi. Rất là dễ. Đối với cái phần này các em cần chú ý là hãy chuẩn bị cho cô một cái bút chì. Đấy, xong đấy chúng ta sẽ gạch để chúng ta tìm thêm thử là số lần xuất hiện của nó bằng bao nhiêu để chúng ta ghi ra và chúng ta sẽ trả lời được rất là nhanh các cái câu hỏi. Trong một số trường hợp thì người ta cũng chỉ có cần một cái bảng liên quan đến cái phần giá trị thôi, ví dụ như ở bảng 3 này này. Đấy. Hoặc là trong một số các cái điều tra thì người ta sẽ không có liên quan đến giá trị mà sẽ là chỉ là liên quan đến cái mức độ thôi. Ví dụ như là thích hay là không thích hay là rất thích thôi, đúng không ạ?
thì tùy vào cái mục đích nghiên cứu. Tuy nhiên thì những cái phần đấy thì các em hãy xem xét thêm thôi. Còn đối với cái phần cần chú ý của chúng ta ở đây chính là cái bảng số 1 này và các cái câu hỏi từ hỏi chấm 2 đến hỏi chấm 7. Còn phần hỏi chấm 1 thì nó cũng chính là cái bài tập 1. Thì lát nữa cô sẽ hướng dẫn các em làm ở phần bài tập 1 luôn. Đối với cái phần này nhớ cho cô cái nội dung chính là cái phần nội dung của chúng ta ở đây. Thì chúng ta đang muốn điều tra về cái số cây trồng được của mỗi lớp trong cái dịp phát động cái phong trào Tết trồng cây, đúng không ạ? Và nhớ là chúng ta sẽ phải dùng bút chì để chúng ta gạch những cái giá trị giống nhau. Với một giá trị giống nhau thì sau khi các em đếm số lần xuất hiện thì các em hãy ghi vào bên cạnh của nó luôn, để chúng ta biết là số lần xuất hiện này chính là tần số mà chúng ta đi trả lời. Thì thế thôi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần hỏi chấm 1, chính là phần bài tập 1 luôn. Là lập bảng số liệu thống kê ban đầu một cuộc điều tra nhỏ về một cái dấu hiệu mà em quan tâm, có thể là điểm bài kiểm tra của lớp này, số học sinh nghỉ trong ngày này, số con trong gia đình sống gần nhà em, đúng không ạ? Vậy thì đây chúng ta sẽ điều tra về số con trong từng gia đình nhá, ở trong xóm nhá, được không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ có phần hỏi chấm 1, cũng chính là phần bài tập 1 nhá các em. Cô sẽ xóa bảng đi, nào cần thì có thể dừng video lại một chút. Chúng ta có phần hỏi chấm 1 này. Nó cũng chính là phần bài tập 1 luôn nhá. Thì ở đây chúng ta cũng thấy chia là có đầu tiên là số thứ tự này. Chúng ta sẽ có tên của chủ hộ này. Đây là số con này. Ví dụ như là chúng ta có tên là ông Nguyễn Văn An chẳng hạn. Ông Nguyễn Văn An, ví dụ nhà ông An này sinh được 2 người con ở trong thôn của em, đúng không? Thứ hai là ông Võ Thế Cương chẳng hạn, cũng ở trong thôn của em. Gia đình của ông này, số con trong từng gia đình đúng không ạ? Nhà ông Cương này thì có 3 người con, sinh được 3 người con, đúng không? Tiếp theo là ví dụ như ông Đặng Văn Sáu chẳng hạn. Đây các em có thể lấy những cái tên bất kỳ trong cái khu với em điều tra, đúng không ạ? Nhà ông Sáu này thì có 1 người con thôi, chỉ sinh được 1 người con thôi. Sang thứ tư đó là Bùi Đức Thịnh chẳng hạn. Nhà ông Thịnh thì cũng chỉ 2 người con thôi, đúng không? Năm này là ông Phạm Bảo An chẳng hạn. Ông Phạm Bảo An nhà ông này sinh khá là nhiều, 4 người con, có 4 người con, đúng không ạ? Sáu này là ông Chu Thanh Bình. Nhà ông Chu Thanh Bình cũng chỉ có 2 người con, đúng không ạ? 7 này, cái này như cô nói thì các em hãy
lấy ở trong cái hộ dân cư của các em, đúng không ạ? Điều tra là dễ nhất. Ví dụ như Phạm Ngọc Sáng. Nhà này cũng có hai người con chẳng hạn. Đúng không ạ? 8 này là Hoàng Nhật Nam. Nhà ông này thì lại không có người con nào. Được chưa? Ví dụ 9 này. Là ông Nguyễn Minh Anh. Ông Nguyễn Minh Anh cũng có hai người con. 10 là bà Chu Thị Mến đi. Bà Chu Thị Mến thì lại trong hộ gia đình của bà Mến có một người con. Ngoài ra các em có thể lập thêm cho đến 20 hộ gia đình các em lấy ở trong thôn xóm của các em. Vậy số thứ tự các em có thể lấy là từ 1 đến 10 hoặc là từ 1 đến 20. Tên chủ hộ tức là có thể là lấy tên người chồng hoặc là người vợ, đúng không nào? Thường thì người ta sẽ lấy tên của người chồng đấy. Và số con ở trong là cái gia đình mà chúng ta điều tra xem thử là mỗi gia đình có bao nhiêu con. Như vậy sau khi điều tra thì chủ yếu là chúng ta thấy là mỗi gia đình thì chủ yếu là có hai con, đúng không ạ? Đây là cô ví dụ cô điều tra trong 10 hộ gia đình thì các em chỉ lập một cái bảng như này thôi, có 3 cột nhá, là số thứ tự này, có tên chủ hộ và có số con bên cạnh, rồi các em sẽ điền các cái thông tin vào. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được phần hỏi chấm 1 cũng như là phần bài tập 1. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần bài tập số 2. Hàng ngày bạn An thử ghi lại cái thời gian cần thiết để đi từ nhà đến trường và thực hiện điều đó trong 10 ngày, kết quả thu được cái bảng 4. Và ở đây chúng ta sẽ có bảng 4 nhé. Vậy để làm bài tập số 2 thì cô sẽ phải ghi cái bảng 4 này lên trên này cho các em tiện theo dõi. Vậy bạn nào cần có thể dừng video này một chút. Bây giờ cô sẽ xóa bảng đi để cô sang phần bài tập 2. Số thứ tự của ngày này, thời gian này, ở đây bạn An sẽ bạn ấy sẽ ghi ra các cái số thứ tự bạn ấy theo dõi trong 10 ngày. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày ba, bốn, 5, 6, 7, 8. Đấy, bạn ấy theo dõi trong 10 ngày. Ngày thứ nhất bạn ấy đi trong vòng 21 phút. 18, 17, 20, 19, 18, 19, 20, 18, 19. Trên đây là chúng ta sẽ có cái số ngày là bạn An này, bạn ấy theo dõi trong vòng 10 ngày, thời gian bạn An đi từ nhà đến trường, đúng không ạ? Ngày thứ nhất bạn đi 21 phút, ngày thứ hai bạn đi trong thời gian 18, ngày thứ ba đi trong thời gian 17. Tương tự cho đến ngày thứ 10 thì bạn ấy đi trong thời gian là 19 phút. Thì ở đây câu A, chúng ta xem thử dấu hiệu mà bạn An quan tâm là gì và dấu hiệu đấy có tất cả bao nhiêu giá trị. Vậy thì chúng ta biết là bạn An đang quan tâm đến cái gì đây? Đang quan tâm đến là thời gian cần thiết để đi từ nhà đến trường, đúng không ạ? Vậy dấu hiệu mà bạn An quan tâm
dấu hiệu mà bạn đang quan tâm ở đây là thời gian cần thiết để đi từ nhà đến trường. Đây là dấu hiệu mà bạn ấy đang quan tâm. Dấu hiệu đó có bao nhiêu giá trị? Từ nhà đến trường cô viết sang đây nhé, để cô. Giá trị của chúng ta là gì? Là cái thời gian này. Chúng ta có các giá trị này. Một giá trị này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 giá trị. Đúng không ạ? Giá trị đầu tiên là 21 phút, giá trị thứ hai 18, giá trị thứ ba 17, đúng không ạ? Chấm 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 cho đến giá trị cuối cùng là 19 phút, đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ trả lời là dấu hiệu đó có tất cả 10 giá trị. Và các giá trị đó là liên quan đến thời gian. Đúng không nào? 10 giá trị. Cô nhắc lại 10 giá trị này. 1 này, 2, 3 này, 4, 5, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10. Được chưa? Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong giấy giá trị của dấu hiệu đó? Vậy chúng ta sẽ xem bao nhiêu giá trị khác nhau nhá. Vậy bao nhiêu giá trị khác nhau thì chúng ta sẽ chỉ xem trong giá trị chính là cái cũng nằm liên quan đến thời gian này. Bây giờ dùng bút chì này, con 21 này, 1, 21 chỉ xuất hiện một lần thôi, đúng không ạ? 21, các em ghi số 1 vào, được chưa? 18 này, 1, 2, 3, 18 xuất hiện 3 lần, lấy bút chì ghi vào. Cái gạch này là dùng bút chì gạch nhá, 17 này, 1, 17 xuất hiện một lần thôi. Được chưa? 20 này, 1, 2, 20 xuất hiện 2 lần. 19 này, 1, 2, 3. Sau khi các em làm như thế rồi, các em có một cái bước nhẩm này. 1 cộng với 3 bằng 4 này, 4 cộng 1 bằng 5 này, 5 cộng 2 bằng 7 này, 7 cộng 3 bằng 10, đúng bằng 10 giá trị thì đúng. Đúng chưa? Đấy. Tổng các cái tần số của chúng ta phải bằng tổng các cái giá trị, bằng số các giá trị. Vậy chúng ta sẽ trả lời có bao nhiêu cái giá trị khác nhau trong dấu hiệu đó. Vậy bao nhiêu giá trị khác nhau này? Số 21 này, số 18 này, 17 này, 20 và 19. Như vậy có 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 giá trị khác nhau. Giá trị 21 có 1 xuất hiện 1 lần, giá trị 18 xuất hiện 3 lần, 17 xuất hiện 1 lần, 20 xuất hiện 2 lần và 19 xuất hiện 3 lần. Đúng không ạ? Số các giá trị khác nhau chính là cái bên ngoài này có bao nhiêu cái này này. Đây, cứ như này là tính là 1. Đúng không? Vậy chúng ta có là có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị. Vậy chúng ta sẽ trả lời là 1 2 3 4 5. Có 5 giá trị khác nhau. Trong dãy giá trị. Đúng không? Dãy giá trị của chúng ta chính là cái dãy thời gian này. Trong cái dãy thời gian này có bao nhiêu giá trị khác nhau? Vậy thì chúng ta có là có 5 giá trị khác nhau. Đó là giá trị là 21 là 1 này, 18 này, 17 này, 20 này và 19. Đúng chưa? Cuối cùng là viết các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tìm tần số của chúng. Vậy thì cái này chính là chúng ta đã làm ra đây rồi đấy, đúng không? Chỉ có chép vào thôi. Vậy chúng ta có này, các em sẽ chia thành hai cột ra là các giá trị khác nhau này, các giá trị khác nhau. Đây là các giá trị khác nhau, bên này là tần số, tức là số lần nó xuất hiện. Giá trị khác nhau chúng ta có giá trị 21. 21 thì chúng ta thấy nó xuất hiện một lần thì ghi 1 vào, được chưa? Tiếp theo 18,
xuất hiện 3 lần thì ghi tần số bằng 3. 17 xuất hiện 1 lần, tần số bằng 1. 20 xuất hiện 2 lần, tần số bằng 2. Và cuối cùng số 19 xuất hiện 3 lần thì tần số bằng 3. Được chưa? Và như vậy là trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ lý thuyết cũng như các cái câu hỏi ở trong sách giáo khoa của bài đầu tiên là bài thu thập số liệu thống kê và phần tần số. Các em về hãy xem lại cái bài mà cô và các em đã vừa làm trong buổi hôm nay và làm tiếp theo cô các cái bài tập ở phần luyện tập. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn cho các em các bài tập ở trong phần luyện tập các em nhé, và các cái bài tập ở trong sách bài tập nữa, đúng không? Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng của cô và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.